tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Jerusalem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? quả thế thiên chúa dạy ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử còn các ông các ông lại bảo ai nói với cha mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho chúa rồi thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa như thế các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời thiên chúa đó là lời Chúa. Lời Chúa khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thật là hạnh phúc và ý nghĩa khi chúng ta quy tụ nơi đây để cùng nhau dâng thanh lễ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên cha mẹ của chúng ta trong những ngày đầu năm mới. Hôm qua mùng một Tết chúng ta đã dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn và những ước nguyện của chúng ta trong năm mới. Hôm nay, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn và thảo kính đối với ông bà cha mẹ tổ tiên, những người còn sống cũng như những người đã qua đời. Đối với những người đã qua đời, chúng ta cùng nhau cử hành thanh lễ này một cách sốt sắng để cầu nguyện cho các ngài mau chóng được hưởng nhan thánh chúa đối với những người đang còn sống chúng ta dâng thánh lễ này cũng là dịp để cho chúng ta cầu nguyện cho các ngài được an khang trường thọ như vậy ngày hôm nay là ngày để mà con cái nhìn nhận tình thương của cha mẹ một tình thương không thể thiếu cho những người con bước vào đời nhưng đáng tiếc là vẫn còn có nhiều người không nhận ra được tình thương của ông bà cha mẹ dành cho mình. Nhiều người coi anh em ruột thịt như là một thứ hàng hóa. Tình yêu thương dành cho cha mẹ được đem ra tính toán hơn thiệt. Biết bao nhiêu cảnh đối xử tệ bạc với cha mẹ đang từng ngày từng giờ diễn ra xung quanh chúng ta. Nếu không muốn nói là đang xảy ra ngay trong chính gia đình của chúng ta. Có những người đã không tiếc lời chửi mắng cha mẹ, coi cha mẹ không bằng một đứa ô sin trong nhà. Có những người không chỉ chửi bới mà còn đánh đập ngay cả những đấng đã dày công sinh thành dưỡng dục mình nữa. Nhiều người có thể bỏ ra cả chục triệu cho những bữa ăn nhậu với bạn bè nhưng lại không dám cho cha mẹ lấy một trăm ngàn hay mua cho mẹ một đồng quà tấm bánh trong những ngày đầu xuân. Và rồi khi cha mẹ chết thì lại tổ chức một đám tang thật lớn xây một ngôi mộ thật nguy nga và lòng lẫy Tất cả những việc làm đó không phải là việc làm báo hiếu và cũng không phải là việc làm của những người biết ơn, nhưng mà là một sự giả hình giả bộ phô trương che mắt thiên hạ. Nếu ai đã từng theo dõi trên Internet, chắc có lẽ cũng biết đến câu chuyện xảy ra vào dịp trước Tết ở hành lang của một bệnh viện. Người ta kể lại rằng, tại một hành lang ở bệnh viện kia, người ta thấy cô con dâu nhăn mặt nói với chồng của mình rằng, ở nhà có đủ thứ việc phải lo phải làm, sao mà vô đây hầu hạ ba cho được anh nói với cô năm cô bảy ở không thì chia nhau ra mà vô chăm sóc ba anh con trai chưa kịp trả lời thì có lẽ cô năm hay cô bảy gì đó cũng đã cong môi phản đối tôi cũng có đủ thứ chuyện để lo chứ bộ quên tôi đi một cậu con trai khác cau cau lông mày nói Nói chung là gần Tết ai cũng bận hết, với lại ba mắc bệnh lây nhiễm, vô hầu ba rồi thì lỡ lây làm sao? Cô con dâu trưởng phán một câu. Thôi khỏi bàn tán gì hết, mướn người nuôi ba là xong chuyện. Tất nhiên, sau đó sự việc đã xảy ra đúng như hoạch định của họ. Một người phụ nữ khỏe mạnh, có dáng vẻ nông dân, đang nuôi một người bệnh nằm ở giường bên cạnh đã chủ động đề nghị xin nuôi ông cụ luôn công việc tỉ mỉ cần sự chu đáo từ việc cho uống sữa đến thay quần áo lau người nhưng chị vẫn làm với một sự chăm chút không để lộ bất cứ một thái độ ghê tởm nào lại còn có vẻ hiền hậu dịu dàng như là người con chăm sóc người cha trong lúc ấy, có lẽ vì yên tâm, cha đã có người chăm sóc, cho nên đám con trai, con gái, dâu, rể hơn một chục người của ông cụ thỉnh thoảng lượn lờ qua lại như một luồng gió thoảng. Tiếc thay sự chăm chút của chị phụ nữ không kéo dài được bao lâu, chỉ hơn một tuần sau thì ông cụ đã qua đời. Còn cái cháu chắt kéo vào mới đông chứ họ khóc lóc khá ồn ào và rồi người ta lại nghe được một cuộc cái vã xem ai là người phải chi nhiều tiền cho đám tang. Anh con trai trưởng cầm một sấp tiền đến trả cho chị phụ nữ nuôi bận cho cha mình. Hai mắt đỏ hoe, chị trả lời. Tôi nuôi cụ ấy vì thấy xót xa cho cụ ấy lắm. Đông con nhiều cháu mà chẳng ai đói hoài, chứ tôi có làm cái nghề này đâu mà kiếm tiền đám người đang khóc mếu máu cãi nhau đột nhiên im bặt rồi từng người một lẻn ra ngoài người xưa vẫn thường nói sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đó việc bất nhân thất đức mình đã làm cho tiền nhân cũng có thể sẽ tái diễn ngay trong chính cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta không muốn con cái bất hiếu với mình thì ngay hôm nay chúng ta phải làm gương sáng về sự hiếu thuận với ông bà cha mẹ của chúng ta trước đã nếu chúng ta muốn con cái đối xử tốt với mình thì ngay hôm nay chúng ta phải ân cần chăm sóc cha mẹ việc chăm sóc ông bà cha mẹ không chỉ dừng lại ở việc mua cho các ngài những đồng quà tấm bánh thật to nhưng là việc cố gắng vâng lời ông bà cha mẹ kính trên nhường dưới chăm sóc hỏi han hiện diện an ủi đỡ đần yêu thương khi ông bà cha mẹ còn sống và cầu nguyện cho ông bà cha mẹ khi các ngài đã qua đời Hãy nhớ lấy lời của sách huấn ca Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn Ai khinh rẻ mẹ là chọc giận đấng tạo hoàn đã tạo thành ra nó. Hãy nhớ lấy lời của thánh Phaolô, kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa. Vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa của mùa xuân ban cho tất cả mọi người trong chúng ta luôn biết sống tình con thảo ngay từ những ngày đầu xuân này để cuộc đời của chúng ta luôn mãi là mùa xuân. Đừng bỏ qua những giây phút còn được sống bên ông bà cha mẹ hỡi những người ông bà cha mẹ đang còn sống. Đừng bỏ qua những lời cầu kinh sớm tối cho ông bà cha mẹ hỡi những người ông bà cha mẹ đã qua đời hãy sống sao cho tròn chữ hiếu với những người đã có công sinh thành dưỡng dục chúng ta hãy tận dụng những tháng ngày hôm nay để bày tỏ lòng chi ân các ngài mùa xuân là mùa của sum họp đầy nồng ấm nơi gia đình xin chúa xuân ở lại với mỗi gia đình và chúc lành cho cuộc đoàn tụ của chúng ta hôm nay amen